Bản tin 24 giờ xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến quý khán thính giả. Bản tin ngày hôm nay có những tin tức mới nào sau đây? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin lũ lụt của Trung Quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc cùng với các vấn đề nóng về con đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin chính ngay sau đây. Đơn vị vận hành đập Tam Hiệp giành thỏa thuận ngoạn mục ở châu Âu. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc bán 4 tỷ đô la Mỹ cổ phần nước ngoài để trả nợ. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng song vẫn chưa vững vàng. Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp và giành chiến thắng trong cuộc đua để mua lại danh mục đầu tư 13 dự án của nhà máy năng lượng mặt trời có công suất 572 MW thuộc sở hữu của công ty Mỹ, Canada, X-Elio, trụ sở tại Madrid của Tây Ban Nha. Theo phóng viên Margarin của Tây Ban Nha dẫn thông tin từ Tập đoàn Tam Hiệp cho biết, các nhà máy năng lượng mặt trời đã được xây dựng trong 20 tháng qua, khẳng định việc mua lại sẽ tăng cường sự hiện diện của tập đoàn ở châu Âu. Bên cạnh các khoản đầu tư vào Bồ Đào Nha, Đức, Anh và Hy Lạp, 13 dự án năng lượng mặt trời được đề cập có giá trị từ 500 đến 600 triệu euro. Hãng tin Bloomberg vào khoảng tháng trước cũng từng dự đoán Tập đoàn Tam Hiệp và công ty điện lực Thượng Hải, Shanghai Electric cùng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc là những người mua có khả năng cao nhất sau khi X-Elio loại bỏ các đối thủ bao gồm công ty điện lực Tây Ban Nha Iberdrola. X-Elio là công ty sở hữu 41 nhà máy năng lượng mặt trời ở hàng chục quốc gia thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư Canada Brookske, Senespo, Partner LP và công ty cổ phần tư nhân KKR của Mỹ. Các công ty Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến việc mở rộng ở bán đảo Iberia. Công ty điện lực Thượng Hải trước đây đã theo đuổi các tài sản năng lượng tái tạo của Tây Ban Nha thuộc sở hữu của công ty xây dựng ACF, nhưng cuối cùng lại để rơi vào tay Gap Energia SLBS SA của Bồ Đào Nha. Năm ngoái, tập đoàn Tam Hiệp hủy bỏ thương mại mua lại EDP Energas C Portugal SA trị giá 10 tỷ đô la. Chiến thắng của tập đoàn Tam Hiệp đại diện cho một thỏa thuận ở nước ngoài hiếm hoi của công ty Trung Quốc khi các chính phủ ở châu Âu, Mỹ tăng cường giám sát các khoản đầu tư trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang. Theo dữ liệu của Bloomberg, khối lượng các thương vụ mua lại ở nước ngoài của Trung Quốc đã giảm 34% trong nửa đầu năm ngoái, xuống còn 24,5 tỷ đô la, mức thấp nhất trong giai đoạn tương tự kể từ năm 2012. Hàng chục công ty của Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tập đoàn Tam Hiệp đối mặt với trừng phạt đầu tiên của Mỹ sau khi bị Lầu Năm Góc xác định là công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc. Một thông tin khác có liên quan đến đơn vị vận hành đập Tam Hiệp. Thông tin từ hãng Bloomberg, tập đoàn này đang tìm cách bán cổ phần trị giá 4 tỷ đô la Mỹ trong danh mục tài sản ở nước ngoài. Cụ thể, tập đoàn Tam Hiệp đã tiếp cận các quỹ có chủ quyền bao gồm CEC, Perti của Singapore và tập đoàn đầu tư Trung Quốc CEC về khả năng mua lại một cổ phần thiểu số chiếm từ 10% đến 20% tài sản quốc tế của tập đoàn Tam Hiệp. Động thái bán cổ phần diễn ra sau việc tổ chức lại các tài sản ở nước ngoài của tập đoàn thành một đơn vị riêng biệt mà hãng Bloomberg đưa tin vào tháng 12 năm ngoái. Việc bán cổ phiếu thiểu số sẽ giúp công ty giảm nợ và đáp ứng được việc chính phủ Trung Quốc thúc giục các công ty nhà nước thực hiện cải cách sở hữu, một chính sách nhằm tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Các cuộc đàm phán diễn ra chậm chạp do các yếu tố bao gồm ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc trong thời gian qua, khiến cho hơn 2 triệu người dọc theo sông Dương Tử phải sơ tán và những thách thức đang diễn ra từ đại dịch. Đại diện của GIC Berti Singapore và tập đoàn đầu tư Trung Quốc CEC cũng như đại diện của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã không đưa ra bình luận về vấn đề này. Tập đoàn Tam Hiệp đã mua lại tài sản ở nước ngoài trong thập kỷ qua khi Bắc Kinh khuyến khích đầu tư vào ngành điện toàn cầu. Theo dữ liệu của Bloomberg, công ty đã mua gần 14 tỷ đô la tài sản từ châu Âu đến Mỹ Latin trong thập kỷ qua. Nhờ các gói hỗ trợ của chính phủ, nhu cầu quay trở lại và hoạt động xuất khẩu vẫn bền bỉ vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau đại dịch COVID-19 và mùa lũ kéo dài, kinh tế Trung Quốc hiện vẫn đang tăng trưởng, trong khi nhiều quốc gia khác còn nhiều chật vật. Theo hãng tin Reuters dẫn ghi nhận của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD cho biết, Trung tâm đang đứng đầu trong số 14 nền kinh tế lớn về tăng trưởng với GDP quý 1 năm 2023 tăng 11,5% so với quý trước đó. Số liệu mới nhất do Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc cho thấy sản lượng công nghiệp nước này tăng cao nhất vào tháng 8. Tính trong đầu tháng 8 năm 2023, doanh thu bán lẻ cũng bắt đầu tăng trưởng trong năm nay, báo hiệu tốc độ hồi phục kinh tế của Trung Quốc đang tăng rất nhanh. Lũ lụt ở khắp khu vực Tây Nam của Trung Quốc cũng đã thuyên giảm. Thiên tai đã khiến cho hoạt động sản xuất tại nhiều nơi của quốc gia này bị chứng lại trong tháng này. Ông Trịnh Lưu, kinh tế gia trưởng về Trung Quốc của tập đoàn tài chính Nomura nhận định rằng nhu cầu lớn từ bên ngoài khôi phục tốt hơn từ đại dịch và nhu cầu bị dồn nén do lũ lụt đều đóng góp các dữ liệu mạnh mẽ trong tháng này.
Dù vậy, một số nhà phân tích lo sợ đà phục hồi của Trung Quốc có thể chững lại vì các căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Giới quan sát cho rằng các xung đột giữa hai nước sẽ còn gia tăng cho đến trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Nhà phát ngôn của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh, bên ngoài vẫn còn nhiều tác động thiếu ổn định và không chắc chắn. Trong nội địa, một số ngành công nghiệp, công ty vẫn đối mặt với khó khăn và việc phục hồi vẫn chưa thể vững vàng. Kính thưa quý vị và các bạn, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra chiều qua làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tâm trấn của trận động đất nằm sâu 13 km ở khu vực phía tây thành phố Quang Yiwon. Người dân sống gần khu vực tâm trấn cho biết họ đã cảm nhận được sự rung lắc mạnh của trận động đất. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy có không ít người đã lao ra khỏi nhà khi động đất xảy ra. Nhiều tấm ngói và tường vôi bị rơi ra ngoài và chai lọ rơi loảng xoảng. Hiện chưa có con số thương vong sau động đất. Một số dịch vụ đường sắt đã phải tạm dừng hoạt động để lực lượng chức năng kiểm tra độ an toàn. Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là địa phương thường xuyên xảy ra động đất. Vào năm 2008, một trận động đất mạnh đã làm cho gần 70.000 người bị thiệt mạng. Mới đây nhất, một trận động đất 7,0 độ Richter tại khu vực vùng xa của tỉnh này cũng đã khiến 20 người chết và 500 người bị thương. Một số thị trấn đã chịu thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở do lở đất, đường dây viễn thông bị cắt đứt một số khu vực. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Tứ Xuyên trong 5 năm qua. Dung trần có thể cảm nhận được từ thủ phủ thành đô của tỉnh Tứ Xuyên, cách khu vực trên khoảng 200 km. 530 nhân viên của lực lượng cứu hộ khẩn cấp cùng các trang thiết bị đã được điều đến khu vực ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Theo các nhà chức trách, lở đất khiến cho một con đường cao tốc đi qua khu vực nông thôn bị chặn. Đài truyền hình CCTN đưa tin các đường dây liên lạc với Mosi, một thị trấn có khoảng 7.000 dân ở gần tâm trấn, đã bị cắt do hậu quả của trận động đất. Một video được đăng tải bởi Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho thấy những tảng đá ầm ầm đổ xuống sườn núi ở Lô Định. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một số dư chấn đã được ghi nhận ở khu vực gần đó. Theo USGS, một cơn chấn động nhỏ hơn 4,6 độ đã tấn công biển đông của Tây Tạng chưa đầy một giờ sau trận động đất đầu tiên. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,8 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tăng lên 65 người. Hơn 170 người bị thương và còn nhiều người khác vẫn đang mất tích. Nhiều tòa nhà tại thành đô thuộc phủ của tỉnh Tứ Xuyên đã xuất hiện những vết nứt lớn, một số tòa nhà đã bị đổ nghiêng. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp động đất quốc gia lên cấp 2, mức độ cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của nước này. Chính phủ Trung Quốc đã trích 50 triệu nhân dân tệ từ các quỹ khắc phục thảm họa thiên nhiên quốc gia để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc toàn lực tiến hành nỗ lực cứu trợ nhằm ưu tiên những người và giảm thiểu thương vong sau trận động đất. Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ cùng các trang thiết bị cứu hộ hiện đại nhất đã được huy động. Kính thưa quý vị, động đất vừa qua đi, Trung Quốc lại tiếp tục đón nhận một trận lở đất xảy ra ngay sau vụ sập hầm khai thác than ở vùng Nội Mông, Trung Quốc, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 8 người bị thương, 55 người mất tích. Báo chí Trung Đức đưa tin 2 ngày vừa qua, vụ sập hầm xảy ra ngày thứ 6 tại khu mỏ Lộ Thiên ở thị trấn Asta Laswa thuộc điều hành của công ty Sinh Sinh Quas Mining. Sau vụ sập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu hộ. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người bị mất tích và chữa trị cho những người bị thương, báo chí Trung Quốc dẫn lời ông Tập. Tuy nhiên, vụ lở đất xảy ra trong tối khiến cho công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Đến sáng nay vẫn chưa thể nối lại. Chưa có báo cáo về thương vong trong trận lở đất. Than là nguồn năng lượng quan trọng ở Trung Quốc, nhưng các hầm khai thác than ở nước này thường xuyên xảy ra sự cố, chủ yếu do thực hiện không nghiêm túc quy chuẩn an toàn. Nội Mông là vùng khai thác than lớn. Trong năm qua, các mỏ than ở Trung Quốc nỗ lực tăng sản lượng sau khi chính phủ chỉ đạo phải tăng cường nguồn cung cấp để bình ổn giá. Trước khi xảy ra lở đất, 4 nhóm cứu hộ bao gồm 109 người tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Giới chức cũng điều 238 bình cứu hỏa, 41 xe cứu hỏa, 6 chú chó cứu hộ tham gia tìm kiếm. Dự kiến sẽ có 200 người nữa được điều đến để hỗ trợ trong ngày hôm đó. Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ đạo nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ sập hầm. Vụ tai nạn đang là chủ đề nổi bật nhất trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết hầu hết những người bị mất tích là lái xe tải và máy xúc. Vừa rồi là những bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ mà biên tập viên chúng tôi mới tổng hợp được. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.